Hi, xin chào cả nhà đến với kênh May Fit Xin. Dạ là em đây, May cả nhà ơi. Thì hôm nay em sẽ có được 16 cái mẫu cần cho anh em mình tham khảo. Cả nhà nhớ đăng ký kênh của em nha, like và subscribe để em có động lực lên nhiều video hơn. Và em sẽ lên theo từng mã này. Em sẽ có 16 mã. Đầu tiên em có một con cần flip cả nhà. Con này thì anh em nào mới tập câu á, thử trải nghiệm mấy con này cũng khá là ok nha. Chiều dài cho em sẽ là 2m7, độ cứng tầm 15. Vàng của nó này, vàng nhựa, khoan bắt thẳng nha. Cần ra thẳng, không có hao hụt tình trạng cần thì còn mới, trên 95%. Mấy con này thì em để giá rẻ thôi. Trọng lượng là 368g, ngọn là 1.9. Và chốt cho em con này với giá là 250k, bao ship toàn quốc nha cả nhà. Mã số 2 em có một con cần ISO khoan bé của nhà siêu ta này, khoan da sẽ là khoan bắt Fuji. Chiều dài là 4m5, cứng 2. Mấy con này thì mình anh em mình câu tráp han bóng đục còn khá là ok ha. Khoan da sẽ là khoan bắt Fuji, ngọn nhỏ này. Mấy con này thì câu cảm giác khá là phê nha. Con này thì tình trạng cần còn mới, trên 85%. Ở cửa hàng em thì hết sạch cái chiều dài này luôn á cả nhà ơi. 4m5 thì hiện tại nó không có về nhiều. Đó, hàng nội địa Nhật cho em luôn, tem vàng này. Con này trọng lượng cho em sẽ là 240g, ngọn là 1 ly nha. Và chốt cho em con này mã số 2 với giá là 500k. Mã 3 cũng là một con cần ISO khuyên bé. Con này của nhà Osaka nè, nội địa Nhật kìa nhà. Tình trạng cần thì sẽ có màu phối nhũ kim như thế này. Cần carbon nha, khoen sẽ là khoen bắt Fuji, ngọn lớn này. Bên em thì có hỗ trợ hạ cần tay miễn phí, anh em nào muốn hạ cần tay thì cứ liên hệ cho em ạ. Con này mã số 3, trọng lượng là 250g, ngọn là 1.4 ly. Và chốt cho em với giá là 600k như thế này. 600k mã số 3. Mã 4, em có một siêu phẩm của nhà Ryobi. Con này thì phôi xoắn da. Phôi xoắn da. Chiều dài là 6m3, cứng là 0.6. Mấy con này thì mình vẫy rô giết này, câu suối còn khá là ok. Mã số 4, trọng lượng là 330g, ngọn là 1 ly. Quen sẽ là khoen bát Fujisit nha. Con này thì có lắp chụp cần đi kèm này. Tình trạng thì còn mới, trên 90% ạ. 90-95%. Quen sẽ là khoen xít hàng nguyên bản, không có hao hụt. Cần ra thẳng nãy nha, màu phôi xoắn tích hai da. Con này trọng lượng cho em sẽ là 330g nha, ngọn là 1 ly. Và chốt cho em mã số 4 với giá là 1.200.000 ạ. 1.200k nha nhà. Mã số 5 cũng là một con gọi ISO phân bé. Con này chiều dài là 5m4, độ cứng 3 này, màu xanh, rất là đẹp ha. Hạ cần tay xuống cho em sẽ được là 5H nha. Mấy con này thì mình câu xa bờ cũng được cả nhà. Xa bờ ok nha, khoen bắt Fuji. Đây, khoen lớn này, ngọn to hơn. Con này trọng lượng cho em sẽ là 300g, ngọn là 1.6 ly. Và chốt cho em mã số 5 nha. Mã số 5, con này với giá là 600k ạ. 600k thôi cả nhà ơi. Hôm nay thì em lên cần giá rẻ, cực kỳ rẻ cho anh em mình tập câu, hoặc là anh nào được kinh tế hơi ít thì mình thử trải nghiệm con này nha. Mã số 6, em có một con cần ISO khoan bé của nhà Daiwa, hàng nội địa Nhật. Chiều dài sẽ là 5m3, độ cứng là 1.5 nha. Hạ tay sẽ được là 3H. Đây, tên vàng đầy đủ. Trọng lượng sẽ là 208g, ngọn là 1.6 ly. Con này bắt xoay, xoay. Khoan nha sẽ là khoan bát Fujisit nha, ngọn lớn. Con này mà hạ cần tay chắc cũng được 4H cả nhà ơi. Phôi xoắn hai da sẽ có là hai lóng như này, xoắn hai da. Con này rất là nhẹ nên có thể hạ cần tay chơi cũng được. Và chốt cho em mã số 6 với giá là 1.000.000 nha. Mã số 6 giá là 1.000.000. Mã 7, em có một siêu phẩm của Daiwa, hàng nội địa Nhật. Con này là khoen lỡ nha, khoen lỡ cả nhà. Daiwa này, bát sẽ là bát hãng, khoen sẽ là khoen xít. Khoen này khoen lỡ. Tình trạng gần thì còn mới, trên 95%. Khoen Fujisit.
hàng nguyên bản cho em nha. Con này thì rất là đẹp rồi. Chiều dài sẽ là 5m2, 5m3, độ cứng 2. Một cái màu đỏ rượu rất là đẹp. Và chốt cho em mã số 7 nha. Mã số 7 con này với giá là 1.700.000. Mã 8 em có một con súp lở. Trọng lượng là 220g, ngọn là 2.3 ly. Súp lở này, chiều dài sẽ là 3m3, cứng tầm khoảng là 15 đó cả nhà, 15. Cái con này thì mình câu gần đá đồ ok. Và chốt cho em mã số 8 nha. Mã số 8 con này giá rẻ thôi, đẹp nha, mình về cô này. Chốt cho em mã số 8 với giá là 600 ạ. Mã số 8 600. Anh em mình có thắc mắc gì thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo của em là 0845334544 nha. Em sẽ tư vấn kỹ càng hơn cho mình. Mã 9 em có một con cần của Shimano nội địa Nhật này, tên là. Con này trọng lượng cho em sẽ là 380g, ngọn là 1.8 ly. Đây là một con cần có chế độ dung. Thì chế độ dung thì mình có thể mua một được hai cây nha cả nhà ơi. Thì có hai cái chiều dài khác nhau. Con này chiều dài sẽ là 5m3 này, độ cứng. Độ cứng là 3, 5m3 dung lên là được 5m5 cả nhà. Độ cứng 3 nha, tương đương sẽ được là 5H. Khoen sẽ là khoen lớn. Đây, khoen xích, khoen bát phu xích cho em ạ. Khoen lớn nha. Con này hàng nguyên bản. Thì đối với những cái cần ISO cả nhà ơi, thì đa số nó sẽ bị hụt sẵn rồi. Có mấy cây cần mới cả nhà mua về nó vẫn bị hụt nha. Đó, hụt vài xăng thôi. Có mấy đen mình không biết á, cứ nói là cần nó bị gãy đồ này kia. Nhưng mà không, thực chất là không phải như vậy đâu. Là nó bị hụt sẵn như vậy rồi ha. Con này chốt cho em mã số 9 này. Mã số 9 chốt cho em là 2 triệu nha nhà. Shimano nội địa Nhật. Bao đẹp cho mình luôn. Mã 10 em có một con cần ISO đánh biển hoặc là con ngâm. Chiều dài sẽ là 4m, cứng là 50. Lăn xe đánh mặt vải ok. Khoen sẽ là khoen bát Fuji. Khoen bát Fuji xích luôn cả nhà. Thì con này nó hơi bị rỉ một xíu nha. Rỉ và tình trạng thì nó hơi bị mẻ đây. Cái khoen một xíu nhưng không ảnh hưởng nha. Vẫn xài rất là tốt cả nhà. Nên là em dạy để giá rẻ anh em mình này. Màu đỏ, vui xoắn hai da, cực kỳ đẹp nha. Cái con này phôi sẽ là GFX. Có, ghi ra đây cả nhà. GFX nha. Phôi này thì cao cấp hơn phôi hai da. Chốt cho em mã số 9. Mã số 10 ạ. Mã số 10 trọng lượng sẽ là 420g, ngọn là 2.5 ly. Và chốt cho em con này với giá là 1.6 triệu nha. Thì em bán con này là 2 triệu nên em giảm cho mình còn 1.6 triệu thôi. Đó, anh em nào mình có gì thắc mắc thì cứ liên hệ cho em này. Mã 11 em có một con cần con ngâm lăn xe đánh mặt bãi. Chiều dài cho em sẽ là 3m9, độ cứng là 30. Phôi thì xoắn tít hai da từ gốc đến ngọn rồi. Đây là một con cần của nhà NFT nha, nội địa Nhật cả nhà, em vàng. Khoen cho em sẽ là khoen bát Fuji. Hàng nguyên bản ạ. Con này thì có định vị khoen. Xoắn cực kỳ đẹp ha. Trọng lửa sẽ là 400g, ngọn là 2.2 ly. Và chốt cho em mã số 11 con này với giá là 2.200.000. Mã 12 thì em qua mã cần lục này. Có một con cần lục à, con ngâm á cả nhà. Con ngâm đây, đây là một con cần của nhà Alpha thích kê. Con này khoen sẽ là khoen bát Fuji. Chiều dài sẽ là 3m9, độ cứng là 50. Khoen sẽ là khoen bát Fuji. Cái này khoen gập nha. Khoen gập. Anh em nào mới tập câu thì thử mấy con này. Phôi carbon nha cả nhà ơi. Phôi carbon. Mã số 12 trọng lượng sẽ là 434g, ngọn là 2.3 ly. Và chốt con này cho em với 600k thôi nha. Mã 12 giá là 600k. Mã 13 một con cần lục đánh đầu cần của nhà Shimano, hàng China xuất Nhật. Chiều dài là 4m25, cứng là EX, tương đương sẽ là 20. Mấy con này thì mình đánh đầu cần. Khoen sẽ là khoen bát Fuji xích nha.
Con này full sóng tích 2 da gân chìm cả nhà. Đây. Rất là đẹp ha, cái màu xanh. Khoen xích có định vị khoen nha. Và có hai phen chạy. Chốt cho em mã số 13. Trọng lượng là 360g, ngọn là 25 với giá là 2.700.000. Mã 13 2.700.000. Mã 14, em có một con cần lục đánh xa bờ hàng Shimano này. Sub Leader. Con này chiều dài sẽ là 4m25, cứng là CX tương đương sẽ là 30. Khuy thì sống gân 2 da từ gốc đến ngọn. Khoen da sẽ là khoen bát Fuji Six nha. Có cắp chụp cần đi kèm này. Con này thì có định vị khoen đó là nha. Phôi quá đẹp luôn. Mấy con này phôi rất là đẹp này nha. Phôi rất là dày nha. Mã số 14, trọng lượng sẽ là 450g, ngọn là 2.6 ly. Và chốt cho em con này với giá là 2.9 triệu nha. 2.9 triệu, anh em nào thiện chí nếu mà chuyển khoản hết cho em á, thì em sẽ có fix nhẹ và em sẽ bao ship toàn quốc nha. Mã 14 giá là 2.9 triệu trong ca. Mã 15, em có một siêu phẩm của nhà Taiwan. Đây, một con cần công gom 3 khúc lăng xê của nhà Taiwan này. Hàng Taiwan xuất Nhật nha. Con này khoen bát Fuji Six, khoen lá. Đây, khoen lá này. Và con này rất là nhẹ, một cái màu nâu cực kỳ đẹp như thế này. Chiều dài con này sẽ là 3m6, độ cứng là 50. Mấy con này thì mình con tra cũng được anh em nha. Mã số 15. Trọng lượng là 360g, ngọn là 2.5 ly. Và chốt cho em con này với giá là 1.300.000 nha. 1.300.000, mã số 15. Và mã số cuối cùng, mã số 16 của cái video này, thì em sẽ lên cho cả nhà mình được một con cần công ngâm 2 khúc. Đây, con này thì siêu đỉnh luôn cả nhà. Lâu lâu mới về một con cần này. Vôi xoắn ngay da này, tuyết từ gốc đến ngọn. Và độ cứng rất là cao. Mấy con này thì mình đánh 3 tiêu cũng khá là ok cho em ha. Chiều dài là 2m4, độ cứng sẽ là 200. Khoen con này sẽ là khoen bát Fuji. Đây, tình trạng cần thì mới trên 95%. Trọng lượng sẽ là 455g, ngọn là 4.3 ly. Và chốt cho em mã số 16, giá là 1.600.000 nha. 1.600.000, mã số 16 ạ. Con này thì hàng nội địa Nhật rồi, tem vàng cả nhà. Đây, rất là đẹp nha. Một con cần cổ đây thôi. Rồi, em đã lên cho anh em mình 16 cái mẫu cần. Thì bên em ngoài những cái mẫu cần này thì bên em sẽ có rất là nhiều mẫu khác như là lua, dây trong. Đó, rất là nhiều. Mà còn vài một số phụ kiện như là PE, cước thì bên em vẫn có nha. Mồi câu, lưỡi câu. Đó, anh em mình có thắc mắc gì thì cứ liên hệ qua số điện thoại hoặc là Zalo cho em ạ. Em chúc cả nhà mình có một ngày đi câu thật là tốt lành nha. Câu được nhiều cá. Hẹn cả nhà vào những cái video lần sau.